Hãy xin nhắc thêm mấy con thấy, một con người bằng xương bằng thịt, mấy con cứ nhìn thấy, cũng giống như mấy con không, cũng biết đau, cũng biết thương, cũng biết ghét, cũng biết giận, biết hận. Thế mà đi trên con đường của đạo Phật mà một con người như thầy làm được, thì tin rằng mấy con cũng là, bởi vì thật sự thầy cũng bằng xương bằng thịt, cũng bằng cha mẹ sinh, chứ không phải là một con người ở cõi nào biến hóa ra đây, mà chính là con người thật sự. Thầy có cha, có mẹ, có quê hương, có tổ tiên, có ông bà thẳng hòa, bằng xương bằng thịt. Mấy con lấy cây, mấy con đánh thầy, thầy cũng biết đau như người khác đánh con vậy. Thì thầy tin rằng con cũng là. Phải ráng, hôm nay mấy con về đây là có một cái nhân duyên rất lớn. Ngày xưa mấy con biết không, thầy cũng tu tập nhiều đời chứ không phải một đời, do hạnh mà ăn ngày một bữa với xuống ăn, mà thầy đã đi cùng khắp nước, khắp nơi. Rồi trong cái tiền kiếp đó, mấy con cũng là những con người, mấy con cũng cúng dường. Dù là một bữa ăn, thì ngày hôm nay mấy con cũng gặp thầy. Nếu mấy con biết rằng một bậc chân tu mà người ta ôm mình bác lý sinh, mấy con chỉ cần sát xớt cho họ một bát cơm thôi, đời sau mấy con có duyên gặp họ, nếu họ là người tu tu thì mấy con sẽ. Mà ngày xưa Đức Phật gọi là quá duyên đồ chúng, chứ không phải là Đức Phật cần thực phẩm để ăn để sống. Cũng như hôm nay thầy có ăn, có thực phẩm ăn thì ăn, có cúng dường thì ăn, mà không thì ngồi thiền còn sung mãn biết mấy. Các con thấy như thầy chân thành, hôm nay thầy ngồi thầy tu pháp thân mình sung mãn, nó làm cho thầy không có đói, không có khác. Ngày này qua ngày kia thấy hạnh phúc vô cùng, đâu cần gì thực phẩm. Cho nên trong thời Đức Phật, một hôm ngài đi sinh thì có một bác nông dân ở dưới ruộng thấy Đức Phật đi sinh, thì ông đến bên Đức Phật, ông nhìn vào bình bác, ông cười, rồi ông đi xuống ruộng ông cả. Đến khi trưa Đức Phật đi về thì ông chạy lên, ông cũng nhìn vào bình bát, ông thấy bình bát không có hộp cơm nào hết. Thì ông mới nói với Đức Phật như thế này: ông không cày ruộng như tôi mới có lúa ăn, chứ ông đi xin người ta làm cho ông. Thì Đức Phật không phản ứng, ta cần thực phẩm mà ta cần gieo duyên để độ chúng sanh, chớ đối với ta cần gì phải ăn, ta chỉ cần ngồi thiền là thân chúng ta, là thân đã đầy đủ sinh mạng sự sống rồi. Thật sự đúng mấy con, khi mà tâm mình bất động rồi thì lúc bây giờ có một cái trạng thái rất là an lạc về sinh mạng, nó quên cả đói, quên cả ngủ, mà rất an ổn, rất khỏe phấn trong thân người. Cho nên thầy làm việc nhiều, nhưng mà chỉ cần trong một giờ, hai giờ giữ tâm thanh thản an lạc vô sự bất động tâm, thì ngay lúc đó nhận thấy mình như thọ dụng những chất bổ dưỡng rất đầy đủ, làm cho cơ thể không còn thấy mệt nhọc nữa, rồi tiếp tục ngày hôm sau việc làm được. Thì mấy con thấy Phật pháp rất hay. Cho nên thầy mong rằng mấy con hãy tu đi, rồi mấy con bước được vào ngưỡng cửa, nếm được mùi vị giải thoát, thì chắc chắn mấy con thấy cuộc đời này không có gì hơn được. Chỉ vì hôm nay mấy con chưa nếm được mùi giải thoát mà các con thấy tu đọc quá. Đúng, thầy đã thấy một số người tu giữ giới không nghiêm chỉnh, cho nên làm sao nếm được mùi giải thoát của đạo Phật được. Trừ ra chúng ta phải giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh thì chúng ta mới nếm được mùi vị. Cho nên Đức Phật nói trong bài kinh ước nguyện, nếu ước nguyện một điều gì thì chúng ta phải giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh thì ước nguyện điều đó sẽ đạt được. Đúng vậy, Đức Phật có nói nếu chúng ta muốn nhập sơ thiền, tam thiền, tứ thiền thì giới luật phải nghiêm chỉnh, do giới luật nghiêm chỉnh thì chúng ta sẽ đạt được. Như vậy thầy chân thành ở đây, đầu tiên thầy còn được hai bộ đồ mà, nhưng tu thì cũng có kết quả. Nhưng cuối cùng thầy nghe vợ về giới luật thì vua xã còn phải y một bát, nghĩa là còn có một cái áo tràng mặc như thế thầy như thế này, và một cái đồ ở trong đồ ngắn ở trong. Còn bao nhiêu thầy cho hết, thầy chỉ còn bây giờ mặc cái áo tràng thì giặt cái bộ đồ, mà các con biết khó lắm mấy con. Phải biết lựa cái giờ nào mà giặt. Mỗi lần mình muốn giặt mình hai bộ đồ, mình giặt giờ nào cũng được, cho nên mình phơi suốt cả buổi nó khô. Còn bây giờ mà tối mà giặt thì
ha, hoặc cái giờ nào mà giặt nó không hợp thì tới chừng cái giặt cái áo này thì nó không có cái bộ đồ này. Cho nên phải lựa giờ giặt đâu nó ra đó, để khi cái áo này thay thì mặc cái bộ đồ kia, bộ đồ kia mặc thì cái áo này thay ra giặt. Mà ví dụ như bây giờ thầy thuyết giảng xong mấy con rồi thì giặt bây giờ tới chiều cái bộ áo này nó sẽ khô, cho nên thì ra khỏi cái phòng này thì đem thì thay cái áo này thì giặt, để chiều thầy lấy thì mặc, cho nên thì thay cái bộ đồ tâm thì giặt. Đó là đời sống ba y một bát đó. Cuộc sống rất là mới đầu thì thấy nó rất là khổ, nhưng mà cuối cùng thì hôm nay thầy nói như vậy con thấy hạnh phúc quá, nó không có bề bộn nhiều như nữa, nghĩa là cái này mặc thì cái kia giặt, nó làm cho con thấy hạnh phúc, và đồng thời cái thời gian mà tu tập nó nhiều hơn, nó không có bận rộn nhiều được áo hoặc kia, cho nên con thấy đúng là hạnh phúc thật. Mà từ đó lại bệnh đau trong thân con tác ý bệnh nào, hồi đó con phải tác ý, tác ý nó cả 5-10 phút nó mới lui được cái bệnh. Bây giờ con chỉ nói họ vô thường đi được, con chỉ nói như vậy thôi thì con nghe thấy cái thân con nó không còn đau nhất, thậm nhiên cái răng thì lớn tuổi răng nó già nó lum lơ, nó hay nó rụng, cho nên nó hay bị lum lơ, nó bị nhức. Thầy bảo họ là vô thường, răng này không có đau nữa nha, thì chỉ cần nói vậy thôi rồi nó hết đau liền. Thì có con biết cái giới luật của Phật rất tuyệt vời, thì nó không ngờ khi mà giữ giới nghiêm túc thì cái lệnh của mình nói đâu nó làm đó, nó còn hay. Còn cái kia hồi đó mình tu tập gần giới mà giới luật nó hơi lỏng lẻo, nó chưa được nghiêm, do đó nó phải tâm ý từ 1 phút cho đến 5 phút, có khi nó từ 30 phút nó mới hết cái bệnh, thì đủ biết rằng nó chưa thanh tịnh cho nên nó lâu, mà nó thanh tịnh thì nó mát. Đó là để chúng ta thấy được cái giới luật của Phật là giới vô lậu thật sự, nó làm chúng ta không còn lậu hoặc hết nha. Cho nên hầu hết người ta coi thường giới, cái giới luật hay lắm. Giới luật là đức hạnh, là phạm rất tuyệt. Đó, bây giờ thì mấy con nghe thầy ca ngợi giới là tại vì thầy sống giới và thầy thấy kết quả của giới, thầy muốn truyền dạy lại cho mấy con những cái pháp rất tuyệt vời. Bây giờ thầy tóm lược bài và thầy cũng khích lệ mấy con đó, và đồng thời thầy cũng nhắc nhở về cái giới lợi ích, và ở đây tu sĩ ở đây người ta tu có kết quả, vì nhờ cái kết quả đó mà cái niềm tin của người ta mới thấy được Phật pháp di diệu. Cho nên mấy con mà tu tập mà mấy con nhiếp tâm và an trú được tâm và đẩy lui được những bệnh khổ, và tâm mình có điều gì đẩy lui được hết, thì mấy con thấy niềm tin của mấy con càng lớn càng mạnh và càng sâu, nó trở thành tính lực. Còn nếu mà tu không kết quả, không an trú được, không đẩy lui được bệnh khổ, không đẩy lui được tâm phiền não của chúng ta, thì chúng ta sẽ bị thối chuyển. Bởi vì giới luật khắc nghiệt quá, ăn ngày một bữa, sống phải giờ giấc nghiêm chỉnh, không được muốn ngủ hồi nào ngủ, muốn chơi hồi nào chơi, mà giờ nào phải ra giờ nấy, và phải sống độc cư một mình. Bởi vậy thầy ca ngợi cái hành độc cư một mình, chính người sống độc cư một mình là người đó sống cho mình. Vì vậy từng tâm niệm của mình khởi lên, mình mới thấy rất rõ, mình mới hiểu được mình. Còn mình sống, mình tiếp duyên, mình nói chuyện thì mình sống ở ngoài chứ không phải sống cho mình. Mình sống cho mọi người, cho nên cái hành độc cư rất tuyệt vời. Và đồng thời nếu mà giữ được giới hạnh như vậy và những giới mà Đức Phật đã dạy, mà sau này các con sẽ đọc được những bộ giới như vừa rồi, thì thầy đã soạn thảo cái bộ giới hành của người Sa Di, tức là người đầu tiên vào đạo Phật. Các con có đọc cái bộ giới 10 giới Đức Thánh Sa Di rồi phải không? Bây giờ các con sẽ đọc 25 cái giới hành của Sa Di nữa, thì mấy con thấy nó như vậy nó cũng còn một bộ thứ ba, đó là cái bộ giới oai nghi tế hạnh của người Sa Di. Đó, thì nó mới 3 tập nó mới vào một cái bộ của bộ giới luật của người Sa Di. Cái giới hành rất tuyệt vời. Cái giới đức thì mấy con đọc rồi, mấy con biết từng cái giới nó có cái đức của nó. Bây giờ tới cái giới hành, cái giới hành để thực hiện qua cái hành sống của mình. Tới cái oai nghi tế hạnh, đó là nói ra cho rõ những cái từ cái đi đứng nằm ngồi, mang y mặc bát, ăn ở nói nín như thế nào là một người tu sĩ của Phật giáo,
là một gì phạm hạnh, đó là cách thức như vậy. Cho nên những giới luật nó sẽ dạy chúng ta có đạo đức, có hạnh, có pháp để mà chúng ta thực hiện cái đức hạnh đó, sống trở thành một vị thánh tăng, thánh ni, chứ không phải là một cái người tầm thường nữa. Đó là giới luật. Rồi thầy đang soạn thảo, hiện giờ thầy đang soạn thảo bộ giới đức thánh tăng, thánh ni. Đi soạn thảo cái bộ giới của Sa Di, bây giờ mới soạn thảo cái bộ giới tỳ kheo. Thì tỳ kheo tăng và tỳ kheo ni, thì mấy con thấy như thầy cạo bỏ râu tóc, đắp áo cả. Tức là giới thứ nhất của đạo Phật. Một người muốn bước chân vào đạo Phật để trở thành một vị tu sĩ thánh tăng thánh ni thì phải cạo bỏ râu tóc, đắp áo cả. Giới thứ nhất dạy như vậy để làm gì? Thầy sẽ giải thích trên cái giới đó để cho mấy con sẽ hiểu. Chứ không phải giới sắc sanh là giới thứ nhất, mà giới cạo bỏ râu tóc, đắp áo cả. Mấy con sẽ đọc cái bộ giới, mấy con rất lạ luôn. Tại sao có những cái giới mà đúng? Nếu mà không cạo bỏ râu tóc, không đắp áo cà sa thì làm sao mà trở thành một vị tu sĩ Phật giáo được? Cho nên nó là cái giới bất, nghĩa là người mà đến với đạo Phật tự nguyện tôi cạo tóc, con xin cạo tóc, chứ không phải là người ta bắt buộc. Cho nên nó giới mà không phải giới cấm, phải không? Mà nó là giới hành. Tôi tự nguyện đến với đạo Phật mà trở thành một tu sĩ thì tôi cạo bỏ râu tóc, tôi đắp áo cà sa, tức là áo giải thô xấu, chứ không phải áo cà sa mà như quý sư quý thầy bây giờ là giải đẹp, nó sai đi. Giải mà người ta bó thay ma, người ta bỏ trong rừng đó, rồi những con thú nó xé cái thay ma nó ăn đi, rồi những cái giải đó nó rách lưới, nó quăng tùm lum ra ở trong rừng. Rồi những tu sĩ trong cái thời của Đức Phật, người ta mới lượm cái đó, người ta đem giặt rồi về người ta kết lại thành một cái miếng gọi là y đó, rồi người ta dấn như mấy ông sư mà dấn vậy đó, đó là cái miếng y thánh tạo của người ta. Còn ngày xưa người ta tu là người ta lượm lặt như đó. Rồi có nhiều người nói ngày xưa là tại vì giải sổ không có, phải tiết kiệm, phải vậy. Còn bây giờ thiếu gì mà lại ăn mặc vậy? Không phải đâu. Cái hạnh, phạm hạnh của người ta. Bởi vì nếu mình còn ăn mặc sang đẹp, cũng như bây giờ cái áo thầy nó bạc màu thế này, thầy sẽ mai cái áo mới màu nó nâu, nó đẹp hơn và giải tốt hơn. Thì như vậy rõ ràng là nó có cái sự trang điểm, nó không đúng hạnh đó. Ăn mặc thô xấu như vậy là mục đích chúng ta phá đi cái tâm trang điểm, tâm làm đẹp, chứ không phải gì có giải hay không giải. Mình phải hiểu được cái hạnh của nó. Cho nên vì vậy mà cạo bỏ râu tóc là mục đích chúng ta làm cho cái cơ thể của chúng ta nó không còn có cách thức sửa sạn. Có râu cứ tỉa râu cho đẹp như râu quan công, thì như vậy là bộ râu nó cũng mất công mình. Cho nên cạo tủ lũi thì đâu còn sửa sang, phải không? Các mấy con thêm, còn có tóc mấy con phải đi hớt, phải không? Còn nếu không hớt thì để phải mất công bới lên, phải không? Rồi phải xịt dầu, chứ không nó đánh đùng đanh sao? Rồi phải lược chải, phải cực không? Cạo như ông thầy chùa, thầy thấy nó khỏe vô cùng, khỏi tốn dầu gội đầu, nó mới sướng sao? Còn giờ mấy con còn để tóc, mấy con cũng cực đó, phải không? Ít chừng nửa tháng phải đi hớt, không thì nó dài quá nó cũng kỳ, mà nó để dài quá thì nó lại giống như phụ nữ, thì phải bới lên rồi phải gội. Trời, rất dễ dàng, đâu phải là hạnh phúc gì đâu. Cho nên cái giải thoát của đạo Phật ngay liền khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, thầy thấy nó giải thoát ngay liền. Cái miếng giải nào tốt xấu như thế nào mình vẫn đắp trên thân mình được, không có cần nó phải là thứ này phải như vậy, cái giày giày lựa cái này cái kia, không có. Cái nào xấu tốt miễn sạch sẽ đắp lên thân mình là làm cái y để cho thân nó kín đáo, nó đừng có bài da bài thịt là được. Đó là cái mục đích của cái hạnh của một vị tu sĩ vừa. Còn bây giờ thì nó khác. Quý thầy phải lựa giải tốt rồi mai y cho tốt, thậm chí như không có lượm giải mà cắt giải nát ra rồi kết lại, thiệt ra làm cái chuyện mất công quá, không có đúng. Thầy thấy bây giờ người ta cho mình cái gì cũng mặc được hết, nhưng mà xin Phật tử, vì cái phạm hạnh, cái hạnh của một người tu, hãy cúng dường giải xấu cho chúng tôi, vì chúng tôi là những người tu không phải là người đời. Cho nên Phật tử hãy mua giải rất rẻ tiền mà cúng dường để chúng tôi kết lại làm cái y. Còn này á, Phật tử cúng dường giải xấu á, nó phải mua thứ tốt là, chứ mua giải này mặc ít bữa nó rách, nó mất công lắm. Này kia thì rõ ràng là cái tâm muốn của mình nó muốn, cho nên nó nói. Thì người Phật tử là đệ tử, người ta nghe thầy nói vậy thì người ta phải tìm, hoặc là người ta tìm giải tốt người ta cúng dường. Không lẽ cúng dường thầy mình giải xấu sao? Cho nên khi mà cúng dường giải tốt á,
thì ông thầy phải nói cho Phật tử biết cái hạnh của người tu không được mặc cái này, quý Phật tử đừng có mua cái này nữa. Sau đó người ta quen đi, người ta cúng dường cho quý thầy là người ta mua giải xấu, người ta cúng dường. Còn này mình cứ gợi ý phải mua giải tốt mà giải nhập, chứ còn giải Việt Nam cũng không mặc nữa. Thì như vậy rõ ràng là mình hướng dẫn cho Phật tử cúng dường, chứ đâu phải là Phật tử biết cúng dường như thế nào. Mình phải dạy, cho nên đứng trong giới luật thì phải dạy cái người Phật tử người ta cúng dường, vừa tiết kiệm được mồ hôi nước mắt của người ta, mà vừa mình mặc đúng cái đức hạnh, cái phạm hạnh của người tu. Đó, thì như vậy nó mới đúng cái hạnh. Cho nên thầy thấy ăn mặc mà đúng cách nó mới được đúng phạm hạnh. Mà ngay vô đầu tiên, cái giới đầu tiên Đức Phật đã chỉ chúng ta, thấy cái ông này ăn mặc sang là không phải đệ tử của Phật rồi, sai rồi. Cái đầu ông cạo mà ông mặc cái bộ đồ này tôi thấy nó khác rồi, nó giống rồi. Mà cái đồ gì mà đẹp quá như thế này thì đâu có được. Cho nên vì vậy mà sai, không đúng. Cho nên người ta lý luận đời nay giải nhiều, người ta cúng dường sao mình cứ nhận vậy mình mặc, đừng có bài cắt đặt cho người ta cực. Sự thật ra mình bài cho người ta mua đồ tốt chứ ở đó mà bài đặt cho cực. Sự thật ra mình phải hướng dẫn cho người Phật tử, người ta biết cái hạnh của người tu, từ đó về sau người ta dân y hoàn toàn người ta mua giải xấu. Người ta muốn thầy mình nó đúng cái hạnh, nó đúng cái giới luật, chứ ai muốn thầy mình sai đâu. Nhưng mà tại thầy mình ham cái đẹp, bây giờ mình không cúng dường cho ổng vậy, thì như vậy là mình không có cung kính, không tôn trọng ổng. Ổng muốn cái tốt mà mình không cho ổng cái tốt thì mai mốt không biết chừng mình cúng dường ổng quăng đi. Cho nên vì vậy mình cũng mua để cho ông mặc. Do đó tại ông thầy thôi chứ không phải là tại Phật tử. Cho nên vì vậy mà thí dụ như bây giờ thầy còn cái áo này, các con thấy cái áo thầy cũ rách này, muốn cúng dường thầy thì nó khoan đã, chừng nào rách. Nhưng mà con là người đến xin thầy đầu tiên để cúng dường thầy, chờ thầy mặc cái áo này rách thầy sẽ nhận của con. Còn người khác đến xin cũng được, thầy đã nhận một Phật tử rồi. Người khác xin, thí dụ như bây giờ con xin thầy ha, thì thầy nhận con rồi, thì chờ cái áo thầy rách thì chừng đó thầy sẽ báo bây giờ áo thầy rách, thầy không còn cái áo nữa, con hãy cúng dường đó. Thì con đã sẵn sàng chờ đợi, cho nên con rất vui vẻ khi mà nhận được. Rồi bây giờ thầy đã nhận lời con rồi, có người khác xin cúng dường thầy, thấy thầy áo thầy rách họ xin không được, thầy đã nhận một người rồi, không lẽ thầy mặc hai ba cái áo sao? Cho nên thầy không có chết đâu. Đó, như vậy là rõ ràng là do ông thầy phải hướng dẫn đệ tử của mình nó cúng dường không sai thì nó sẽ được phước. Còn những điều kiện mà các con cúng dường thầy, còn biết bao nhiêu điều để mà các con cúng dường, không phải có một chiếc áo này, phải không? Cho nên vì vậy mình phải hướng dẫn người ta có tâm, Phật tử có tâm cúng dường. Mà bây giờ mình đã nhận cái áo của một người Phật tử đó cúng rồi, nhưng bây giờ mình còn mặc, cho nên mình chưa có bỏ cái áo này. Chứ còn áo mà chưa rách mà bỏ để mặc áo mới thì không được rồi. Đó là cái hạnh của người tu. Cho nên người Phật tử khác muốn xin cúng dường, thầy nói, thầy bảo người Phật tử khác, thầy nói, thầy đã nhận sự cúng dường của một người. Con đến trễ rồi, chứ phải con đến sớm hơn thì thầy nhận con. Bây giờ sự cúng dường đó, con sẽ cúng dường thầy một cái gì thầy đang cần thiếu. Hay hoặc bây giờ trái kem thầy gần hết, thôi bây giờ con có cúng dường, thì chờ chừng nào trái kem thầy hết, thì thầy sẽ nhận cái người cúng dường trái kem xúc miệng của con cúng dường thầy. Con hãy mua sẵn để đèn đó đi chờ thầy. Còn không thì chừng đó thầy hết, thầy đến với con. Có phải vậy không? Cho nên một ông thầy giữ gìn giới hạnh rất nghiêm chỉnh, mà người Phật tử cúng dường đúng cách không sai. Các con thấy từ cái sự thầy trò hướng dẫn nhau để đi trên con đường thanh tịnh của Phật Pháp, làm cho chúng ta cúng dường được phước, mà làm cho ông thầy không bị vật chất lôi cuốn. Chứ còn bao nhiêu cúng dường nhận hết, cuối cùng vật chất lôi ông thầy mất. Cũng như bây giờ thầy không cần dùng tiền mà các con cứ cúng dường, cúng dưới thầy không biết làm sao. Do đó gửi ngân hàng, tới chừng mà thầy chết nhà nước họ xem xét coi, họ quản lý, họ lấy tút luôn hết, không còn cái thứ gì đâu. Không có trường hợp mấy con, có trường hợp nhiều quý thầy đã làm cái điều sai đó mà nhà nước lấy hết, chứ không phải không. Cho nên thầy thấy điều đó điều sai. Bây giờ thầy không cần gì hết mà mấy con cúng dường thầy làm gì đây, thầy không cần nhận. Bây giờ mấy con cúng dường thì thầy chỉ, thầy hướng. Bây giờ đó có cái bộ sách đạo đức làm người, đạo đức nhân quả, các con hãy họp nhau giao lại cho cái người nào đó, để cái người đó đứng ra họ xin phép, họ sẽ bỏ tiền họ in cái bộ sách này ra, rồi mấy con sẽ tống cho mọi người một tập. Đó thì cái tiền của mấy con cúng dường nó lợi ích chung cho mấy con, mà chung cho Phật giáo. Đó là một cái hướng dẫn của vị thầy, chứ không phải là vị thầy cúng dường cứ bao nhiêu cứ bỏ dồn dồn cất, rồi cuối cùng đó xài không hết, ăn không hết, rồi cất chùa cho lớn lên. Như vậy là rõ ràng là phí của cái chùa lớn đó phải cần thiết. Cuối cùng rồi sau này cái chùa lớn, thay vì những cái đồng tiền đó được cất một cái trường học, những cái phòng học để cho những người Phật tử người ta đến, hoặc là những người tu sĩ người ta đến, người ta học cái gì,
ta học tu trong cái lớp chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, để cho người ta có nhìn cái nhìn của người ta, để cho người ta có cái lối sống khác, nó không còn cái lối sống cũ, làm cho người ta nhìn mọi vật mà người ta không bị dính mắc, nhìn mọi vật mà người ta không bị tham sân si, làm cho người ta được giải thoát. Như vậy cái đồng tiền đó chúng ta cất lên một cái trường học, cái trường học, cái lớp học. Do đó bây giờ có một người chứng quả A-la-hán họ đứng ra để hướng dẫn, thì bắt đầu họ nhận 10 người, 20 người vào cái lớp này, bắt đầu một năm phải học cái lớp này. Trong một năm vừa học, vừa tập luyện, vừa tu tập, vừa sống đúng những giới luật của cái lớp này. Phải không? Bởi vì cái lớp này nó cho một cái người mới vào tu những cái giới gì người đó phải sống, những cái giới gì họ phải tập. Cũng như bây giờ mấy con vô lớp chính kiến, ai mà bắt mấy con cạo tóc bao giờ, phải không? Khi mà vô như vậy mấy con sẽ học cái lớp chính kiến đó, phải học những cái gì, những cái giới luật gì. Chứ ai mà bắt cạo tóc đám áo tà xa hết đâu. Cho nên sau khi học như vậy, để các con về gia đình và tiếp xúc với xã hội, mấy con không làm khổ mình, khổ người trong cái nhìn của các con, thì làm cho xã hội chúng ta đầy đủ đạo đức đẹp đẽ. Đó là cái đường lối của đạo Phật như vậy, triển khai như vậy, thì cái số tiền mấy con người đồng, người một ít góp nhau mở thành một cái lớp học quá tuyệt vời. Có phải không? Lợi ích chung cho xã hội, suy dục chung. Bởi vì Phật Pháp là cái môn giáo dục thực tập để đem lại cái sự sống đạo đức cho mọi người. Thì những cái lớp học như vậy mà thầy thấy nhìn lại Phật giáo chúng ta có những cái trường học, học để nói, để thuyết giảng, để nói láo, chứ con đâu có làm cái gì được đâu. Anh không nhập thiền định được, anh không thực hiện được tâm ly dục ly ác pháp, mà anh nói thì rất hay, thì đó là không nói láo chứ gì. Rõ ràng là mấy ông giảng sư là nói láo, có đúng không? Cho nên thật sự mấy ông này có làm chủ được cái gì đâu. Dài dọn xe cộ cái gì cũng sang, cũng giống như người đời hết, thì coi như anh, cái người, cái ông thầy này không có xả được cái gì đâu. Ông y còn hơn ngoài đời, còn đẹp hơn. Cho nên trong khi đó cái lớp học này làm cho người ta được biết cách buông xả, người ta trở về với cái đức hạnh của một con người thật sự, không gì tham đắm vật chất. Cho nên thầy cũng ước ao một ngày nào đó quê hương chúng ta có những cái lớp học, chứ không phải có những cái chùa. Tại sao mấy con biết có những cái chùa đến đó chuyên môn mê tín cầu cúng, thì như vậy là dạy mình làm cái chuyện nhảm nhí, chứ có lợi ích gì đâu, chỉ an ủi tinh thần của mình một chút, chứ sự thật ra rất là nhảm nhí. Còn trái lại, vô cái lớp học này anh phải nhìn cái này, cái sự kiện này xảy ra anh phải nhìn nó như thế này, tập trong cái thời gian đó luyện tập cho người ta có cái nhìn của một cái góc độ khác. Bây giờ hồi nào tới giờ mình nhìn cái đó là đúng, cái đó là sai, bây giờ anh này nhìn cái đó là nhân là quá, cho nên từ đó người ta chửi anh không giận. Có ai không? Thay vì bây giờ ai mạ nhục, ai chửi mình là tức giận liền. Tại vì cái hiểu biết, cái nhìn của mình trong cái góc độ của cái sự truyền thống từ người xưa đến bây giờ, cho nên mình dễ giận dễ hờn. Bắt đầu bây giờ học qua cái lớp chánh kiến có cái nhìn khác, cho nên người ta nhìn mọi cái sự kiện xảy ra trong ác pháp làm tâm chúng ta bất động, không có giận hờn, cho nên người ta hướng dẫn mình có cái lối sống mới, có cách sống, sống mà không đau khổ nữa, sống mà thoát ra những sự đau khổ quá tầm thường. Do đó cái lớp học như vậy nó thực tế. Và bây giờ mỗi người một ít mà chúng ta mở một cái lớp học như vậy, cất một cái nhà, làm cái trường, có những cái nơi ăn ở để cho những người về đây người ta ở lại, người ta học tập trong một tháng hoặc là trong một năm, rồi sau khi người ta tốt nghiệp cái lớp này ra, người ta thấy cuộc sống người ta hạnh phúc vô cùng. Có phải đúng không? Lợi ích. Cũng như bây giờ mình vào một cái lớp học, sau một cái năm học mình đi ra, ít ra mình lớp vào lớp 1, lớp 2 mình cũng biết đọc chữ, biết làm toán chứ. Do đó cái kết quả nó như vậy, nó thực tế. Thì cái đạo Phật nó cũng như vậy, chứ đâu phải mà chúng ta giải thoát đợi tới cuối cùng chúng ta có tâm minh mới giải thoát sao? Vô học lớp nào là chúng ta có giải thoát liền. Cho nên đạo Phật nói pháp ta không có thời gian đến để mà thấy, ngay vô chúng ta đã thấy liền. Có phải đúng không mấy con? Cho nên ở đây sự thật là Phật pháp, chúng ta có cái duyên với Phật pháp, cho nên chúng ta được nghe, được hiểu. Và hôm nay còn có duyên mấy con từ xa xôi, mấy con lặn lội vào trong này, đấy là cái duyên chứ. Cỡ mà con biết bao nhiêu người không? Bây giờ nhìn đất nước Việt Nam chúng ta bao nhiêu người mà được mấy người biết thầy, được mấy người mà được nghe thầy nói gì giới luật, được mấy người mà nghe thầy nói từ cái pháp của Phật đi đến cái cuối cùng của nó là tam minh, ít lắm đấy. Thậm chí người ta còn chửi thầy là khác nữa, phải không mấy con? Thấy
thầy không nói một cái người nào mà sai pháp như thế nào, thầy không nói ai hết. Nhưng mà thầy nói cái pháp sai làm cho quý thầy sống sai, chứ còn thật sự thầy không nói ông thầy nào hết. Nhưng mà họ thì họ chửi đích danh thầy đó, họ nói thẳng thầy, thầy là như thế này thế khác. Nhưng mà quan trọng gì mấy con, một người tu tập giải thoát mà được làm chủ rồi thì cái sự mà họ nói cũng mạnh, có nhầm nhò gì. Nhưng mà thầy rất là thương mấy con, bởi vì những cái lời nói đó nó làm cho mấy con bán tin bán nghi, không biết đúng hay sai. Bởi vì cái lý luận nào người ta cũng có cái lý luận, nhưng mà cái lý luận sai vẫn có cái lý luận sai chứ đâu phải không có. Cho nên Đức Phật dạy khi người ta khen mình thì đừng có mừng, coi chừng họ khen sai chứ đâu phải khen đúng. Mà khi họ chê mình vừa hẳn họ đã là chê đúng, coi chừng họ chê sai. Cho nên mình đừng có mừng mà cũng đừng có giận, coi chừng. Cho nên trong những cái bài kinh mà Đức Phật đã dạy, như cái bài kinh Phạm Võng, có hai thầy trò của ngoại đạo. Cái ông thầy thì tìm mọi cách bài bác Đức Phật đủ mọi cách, còn ông học trò thì khen ông Phật đủ cách. Cho nên Đức Phật nói các tỳ kheo, đừng có gì người ta khen mà mừng, đừng có gì người ta chê mà buồn. Vì vậy mà mình cứ xét người ta chê đúng thì mình cố gắng mình sửa, mà người ta chê sai thì mình chẳng mà thứ đó không. Mà người ta khen mình mà khen đúng thì mình phải dựa vào đâu mà khen đúng, tức là dựa vào giới luật khen mình. Ví dụ như nói thầy không lạc, bây giờ ăn ngàn bữa là thầy chỉ rất giỏi, mình ăn sao mình cứ bị đói hoài, đó là khen đúng. Còn bây giờ mà khen thầy nói thầy thông lạc có thần thông phép tắc biến quá tàn hình, biết chuyện quá khứ vị lai, thầy giỏi quá, đó là khen sạc. Các con hiểu không? Mục đích của đạo Phật đâu phải nhằm mấy chỗ này, mà khen thầy như vậy là khen thầy ngoại đạo rồi chứ gì, lừa dối người ta bằng thần thông như vậy thì như vậy là khen thầy khen sai, có đúng không? Nhưng mà ai nghe nói ông thầy thông lạc rồi, ông biết chuyện quá khứ mình chưa đến, ông biết bụng gan mình hết, thật ông hay quá, cái đó coi chừng khen sai. Đối với đạo Phật cái đó khen sai, không đúng. Còn cái lại khen thầy thông lạc không giết hại chúng sanh, sống với thương yêu chúng sanh, thầy thông lạc không tham lam trộm cắp, thầy thông lạc không ăn uống khi thời ngày ăn một bữa, sống độc cư trầm lặng một mình, thầy ngủ trên tảng đá trong thất, không giường không chõng, thầy đơn sơ như một cái người giữ đúng hạnh đầu đà. Đó thì người ta khen thầy như vậy là khen đúng. Bởi vì cái này là cái giới luật của Phật rồi, cái phạm hạnh rồi, đó là khen đúng. Mà khen đúng cũng không phải mừng, nhưng mà khen đúng mình biết đúng, nhưng mà khen sai mình biết sai. Mục đích của đạo Phật là khuyên các đệ tử của ngài như vậy. Cho nên đối với những người mà chê mạt sát nói gì, thầy biết đó họ chưa hiểu gì hết, chưa hiểu gì. Như một người mà hiểu Phật pháp thì thấy đó là chê sai không đúng, chê cặn đúng. Vì vậy cho nên vì vậy mà thật sự ra thầy nghĩ là trong cái dịp cái duyên mà con về đây được gặp thầy, được nghe thầy nói, thầy nghĩ rằng mấy con chỉ cần sống cho thầy như thế này thôi, lúc nào mấy con cũng nhớ nhắc thầy, nhớ thầy nhắc con phải, bởi vì mấy con là gia duy nhiều lắm, khó mà bước ra để mà trở thành cái thầy. Các con chỉ cần nhắc, đầu tiên mấy con nhắc tâm như cục đất ly tham si hết đi, tham si là ác pháp đau khổ, từ đây về sau không có được tham thì con nhắc nó vậy đi. Và đồng thời thì con lại nhắc một câu, câu kế này, tâm thanh thản an lạc vô sự là hạnh phúc nhất đời, phải sống như thế này đó. Con cứ nhắc như vậy rồi một ngày nào đó con sẽ sống được tâm thanh thản an lạc vô sự, nhớ chưa? Một cái thì tác ý là tâm như cục đất ly tham si hết đi, tham si là ác pháp là đau khổ, từ đây về sau không có được tham si nữa, khổ mỗi đều không được nhắc nữa. Rồi nó sẽ làm cho mấy con tự cái ý thức của mấy con dẫn nó vào trong cái chỗ giải thoát đó thì các con sẽ được giải thoát. Và đồng thời thì khi nào có điều kiện gì hoặc là bình an thì con nhắc tâm thanh thản an lạc vô sự. Bây giờ thân các con đau nhất, con nhắc tâm thanh thản là vô sự, nó là vô thường không sợ, thì nó sẽ hết bệnh cho mấy con thôi. Có bấy nhiêu đó đủ rồi, mấy con đừng có tu nhiều, chỉ mấy câu tác ý đó thôi, dẫn tâm vào đạo chứ đừng dẫn đạo vào tâm, phải không các con? Nhớ chưa? Cứ dẫn đi rồi mấy con sẽ thấy đạo Phật thực tế lắm. Bây giờ mấy con gặp thầy này, các con nhớ nhắc cho tới chiều ngày mai chúng chữ mấy con nhớ được, tâm gì cũng đất không có tham thì không có sanh nè, thì nay đó nó hết sanh liền, thầy cứu mấy con thoát khổ đó. Chỉ một câu đó cũng đủ là mấy con thấy an ổn. Về mà gia đình vợ con giận dỗi hay gì đó thì mấy con sẽ nhắc tâm thanh thản an lạc vô sự, tất cả này đều nhân quả kinh điển hơn, thì do đó mấy con thấy an ổn lắm. Mấy con nhớ nhắc như vậy là mấy con sẽ cứu lấy mình, bởi vì đó là cách bước lên mà đi.
mình đốt cái đuốc lên, mà cái đuốc này là cái đuốc trí tuệ bằng tri kiến của con mà, tri kiến giải thoát mà. Cho nên mấy con tác ý một cái là cái tri kiến của mấy con ngay đó là nó quá giải được cái gì thế, cái áp pháp nó dây quanh mấy con, nó làm cho mấy con đau khổ. Mấy con nhớ những lời thầy dạy là đã thầy đã cứu mấy con, chứ còn thầy không có thể nào mà làm cách gì mà làm cho gia đình mấy con hạnh phúc bằng chính các con đã tự cứu mình hạnh phúc. Các con nhớ chưa? À, bây giờ các con sắp sửa chết, cơ thể hoại diệt, thì các con sẽ tâm thành tả an lạc vô sự, chẳng sợ chết bỏ. Thì mấy con sẽ thấy khi mà con tác ý được cái tinh thần mấy con mạnh lắm rồi. À, lúc bây giờ mấy con sẽ thấy khi đó cái thân chết mà nó thanh thản rồi, nó không tái sanh luân hồi đâu. Các con hiểu, mà cái tâm con dao động sợ một chút là nó tiếp tục tái sanh luân hồi đó. Cho nên chúng ta làm sao chúng ta đừng giống thiên hạ, bởi vì thiên hạ sợ hãi, sân hận, ham muốn. Mọi người xung quanh ta ai cũng vậy. Mà giờ mình thanh thản ăn lạc vô sự không sợ hãi, thì như vậy khác họ rồi, làm sao làm con họ được. Phải không? Cho nên vì vậy mình chấm dứt tái sinh luân hồi. Thầy dạy con tương ưng với chư Phật liền. Nhưng mà mấy con có làm được không? Tự mấy con à? À, nhớ mà muốn làm được thì chỉ cần nhắc như vậy thôi. Hằng ngày mình cứ nhắc thôi. Nhưng mà không ngờ nó có nỗ lực ở trong đó. Đó là mấy con đã cứu mấy con được. Không? Cho nên vì vậy đó, mấy con cứ nhắc, à, như vậy, thầy hồi đó, thầy thông lạc hồi đó làm được vậy, mình cũng làm được vậy chứ sao? À, thì tức là các con sẽ chấm dứt tái sanh được. Bởi vì vô thường, bây giờ mấy con gặp thầy, ngày mai biết được chừng mấy con sẽ sao thầy, và dĩ nhiên không gặp thầy. Thì mấy con chỉ cần nhớ như vậy là mấy con gặp thầy dĩ nhiên. Bởi vì mấy con thanh thản là thầy thanh thản là gặp nhau chứ sao? Thầy hẹn mấy con là chỗ thanh thản là vô sự đó. À, chúng ta sẽ về chỗ đó. Mà mấy con giữ được tâm thì cùng về gặp thầy. Mà mấy con giữ không được tâm thì mấy con sẽ đi vào chỗ tham sân si của thiên hạ. Thì mấy con sẽ làm con của họ, đâu gặp thầy được. Hiểu không? Nhờ trước kia các con gieo duyên, cho nên các con về để gặp thầy. Nhờ cái duyên đó mà thầy dạy các con để được sống bên thầy. Các con hiểu không? Được sống bên thầy tức là được sống bên Phật cái gì? Mà được sống bên Phật là tức là thanh thản an lạc như thế. Có gì đâu. Cái đó là cái nơi mà chư Phật người ta về. Thì bắt đầu bây giờ mình cố gắng mình giữ thì mình cũng được về chỗ chư Phật đó thôi.